Xin kính chào tất cả các bác, cô chú, quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Macao Đổ Bại trong buổi sáng đầu tuần ngày 18 tháng 12 hôm nay. Một tuần mới, một ngày mới. Chúc các bác thật là nhiều may mắn, niềm vui, hạnh phúc, thành công. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và vì hiện tại thời tiết Hà Nội đang rất là lạnh rồi. Với hiện tại, với thời tiết hiện tại bây giờ, trên điện thoại đang báo là 13 độ C các bác nhé. Rất là lạnh, rất lạnh rồi. Thì các bác ngoài Bắc thì cố gắng mặc áo ấm trước khi đi làm. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác vào mua hàng thì cho em xin một nút like, một lượt chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một đăng ký kênh. Và mua hàng thì các bác chỉ cần liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969885008. Được sự tin tưởng của các bác ủng hộ thì các cái sản phẩm đem lên thì gần như là trong ngày đều là bán hết các bác nhá, đều là bán hết cả. Đấy. Thì em sẽ cố gắng tiếp tục lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp. Thứ nhất là chất lượng, thứ hai là về giá thành, tiếp tục đưa đến tay các bác làm sao để các bác mua được cái sản phẩm tốt mà giá thành nó hợp lý nhất các bác. Đấy thì bên em thì bán các cái sản phẩm nội địa Nhật như nồi cơm điện, bếp từ, nồi chiên không dầu, cũng như là máy làm bánh mì và đuổi không dây. Đấy là những cái bên em bán. Còn chính thì vẫn là nồi cơm điện thôi các bác nhá. Để sử dụng được cái sản phẩm nồi cơm điện thì các bác bắt buộc phải sử dụng có bộ đổi nguồn từ 220V xuống 100V các bác nhá. Các bác không thể sử dụng trực tiếp điện 220V được. Không thể sử dụng điện 220V được. Thì lại góc quay một chút xin các bác. Đây là bộ đổi điện từ 220V xuống 100V thì bên em đang bán. Nếu như nhà các bác có bộ Niwa rồi thì các bác bỏ lấy điện 110 ở Niwa cũng được nhé. Còn nếu không thì các bác có thể mua ở khu vực nhà mình. Còn nếu mà không mua khu vực nhà mình thì mua kèm bên em cũng được. Bộ 3 kVA này, 30A này thì bên em đang bán là 600.000 bao sức toàn quốc, và bộ 2 kVA đang bán là 500.000 bao sức toàn quốc các bác nhé. Đấy. Hàng của công ty ẩn ổn áp Standard Việt Nam có địa chỉ sản xuất rõ ràng, hàng công ty chính hãng các bác nhé. Các bác lưu ý bảo hành chính hãng 1 năm. Các bác mua ở nhà em thì các bác sẽ bảo hành ở nhà em. Các bác lưu ý như thế. Các có nhu cầu mua nguồn thì liên hệ trực tiếp thôi, liên hệ trực tiếp bên nhà em luôn. Đấy, thì hôm nay thì chính thì là mặt quỷ thôi, mặt quỷ và nồi lửa nít. Đấy, hôm nay cái sản phẩm chính hôm nay là nồi cơm điện, là sẽ là nồi mặt quỷ và nồi lửa nít. Đấy thì em sẽ có 1 này, 2 3 4 5 con mặt quỷ các bác nhá. 5 con mặt quỷ các bác. 5 con mặt quỷ. Đây. Hàng nhà em bán có bảo hành nha, được test dọn đầy đủ hết tất cả các chức năng. Đấy, hàng trên 500.000 em bảo hành cho các bác 3 tháng. Còn hàng dưới 500.000 em bảo hành cho các bác 1 tháng, và hàng xả em bao cơm chín các bác nhé, bảo nóng xong bao cơm chín. Đấy, còn hàng xả thì các chức năng như áp suất áp suất của nó sẽ có con còn có con mất. Đấy, rồi pin biết có con còn có con hết. Em vẫn hỗ trợ các bác dán tem. Bên em là tất cả sản phẩm như hết pin thì được thay pin. Hết pin thì sẽ được thay pin đâu nhá. Hết pin sẽ được thay pin này. Đấy, được thay pin. Đấy, con nào mà hết pin thay pin rồi dán tem tiếng Việt, tem điện 100V, đấy, tem tiếng Việt đây. Tất cả các phím để các bác về sử dụng được ngay. Đấy. Cái này hết pin nhá, màn hình xanh như này. Nấu này. Ok chị ạ. Tắt này. Hâm cơm này. Tắt này. Đấy. Đấy. Chọn gạo này. Tắt này. Đấy. Menu này. Các phím chức năng nấu ăn này. Đấy. Giờ nấu cơm này. Giờ này. Phút này. Giờ này. Phút này. Ok, các phím rất nhạy nha, các phím rất nhạy. Con này còn đẹp đấy ạ. Và các bạn nhìn dây đợi này, dây đợi còn rất đẹp nhé, còn xanh mướt. À, mặt mũi đây. À, các bạn nhìn thấy không? Đấy, còn rất đẹp nha. Chưa hề bị xước sát nha. Con này đẹp đây này. Đó, thành quách này, chưa hề bị xước nano nhiều đâu ạ. Chỉ hơi cấn một chút xíu hay xước mờ thôi. Còn lại mặt mũi ạ, con này đẹp nhá. Con này rất đẹp. Các bạn nhìn kỹ nhá. Các em thì có sao báo vậy quay các bác thật chi tiết các góc cạnh để các bác nhìn ngắm cho nó được rõ ràng. Nhá. Hết pin thay pin nhá các bác nhá, lưu ý như vậy. Rồi này. Mẹ ơi. Con này nguyên cơm, đây, cơm test này các bác nhá. À cơm rất bóng nhá. Bây giờ sẽ rửa đi. Đây, tất cả nhà hàng đều test cơm các bác nhá. À cơm cho các cơm rất bóng. Còn cơm chưa lấy hết. Em sẽ test qua đêm. Để em một chút em rửa cái nòng xong đi thôi. Nó ngấm như nó. Em làm thì với cái hiện tại em làm thì em phải cảm thấy nó đã khá là cẩn thận rồi. Test thôi. Test qua đêm mọi chức năng. Yên tâm.
Đấy, con nhìn con này nào. Này đẹp đấy ạ. Không xì nhá, áp suất em sẽ báo không xì, xì sẽ xử lý đây. Bên trong của nó đây nhá, bên trong nó đây. Nhìn thấy không? Rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Chưa hề bị ghẻ, gọi là bị ghẻ. Chưa hề bị ghẻ một chút nào luôn. Chưa hề bị ghẻ, này cáu cơm này. Vệ sinh đi này hết ạ. Chưa hề bị ghẻ nha con nhá. Đọc sạch đi cho các bác ngắm. Đấy, nhìn chưa? Góc cạnh nhá. Đấy, rất đẹp nhá. Con này còn khá đẹp đấy ạ. Nhiều bác thì thích menu vừa phím vặn. Nhiều bác thì lại thích màn hình trơn. Đấy, mỗi bác có một nhu cầu khác nhau. Đấy, lòng xong đây. Nằm đây coi nhá. Xong đây. Ống ánh đầy bốn lớp này, đầy bốn lớp. Ngoài tráng gương rất đẹp, bên trong đẹp nhá. Lại bên trong này. Này có vết chấm cám li ti đều nhá, một vết đây. Đấy, nhỏ xíu. Còn lại này. Đẹp không ạ? Quay rất kỹ các bác xem. Bốn lớp nhá, bốn lớp. Đấy, có một vết chấm cám duy nhất li ti ở đây nha, nhỏ xíu này, bằng đúng bằng cái đầu kim. Lại đẹp này, răng này, răng xanh mướt này, răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt. Áp suất bi này, bi còn đẹp nhá, bi còn đẹp. Áp suất bi, răng xanh mướt nhá. À, đây là mẻ đây một tí rồi, đây có nhìn thấy không? À, mẻ đây một tí rồi, không ảnh hưởng gì nha các bác nhá, không ảnh hưởng gì, đây mẻ đây một tí này. Mẻ đây là nhỉ, qua mình vệ sinh có mẻ đâu, mẻ đây một tí quá nhá. À, nhìn thấy không đấy. Báo các bác rõ tình trạng như thế luôn, không xì đâu nhá, em test là không xì. À, bên trong đây cực kỳ đẹp này, kỳ đẹp nhá. Mã đầu tiên pin thay pin không nhá, nó bị mẻ mất một chút ở đấy đấy, nhưng mà em đảm bảo nó không xì nhá, xì em sẽ báo xì. Mã số 1 ngày 18 đấy là bác... 1 triệu các bác nhá, bao ship nhá, bên em bán hàng bao ship. À, nếu mà nó không mẻ ở chỗ một chút đấy thì sẽ khoảng là 1 triệu 2 của con này, rất đẹp này, một chút xíu đấy thì sẽ là 1 triệu, nhưng mà không ảnh hưởng gì các bác nhá, em chia sẻ các bác thế, không xì một chút nào đâu ạ. Đây. Đây là một quỷ này, con này nó đang bong, cái này là em sẽ lắp lại các bác nhá. Con này hết pin này. Đó là thay pin thì em sẽ lắp lại cái này. Con vừa quên mà con vừa xong chưa nói sản xuất là bao nhiêu. Con vừa xong là dung tích con số 1 đến dung tích 1 lít điện 100V nha các bác nhá. Công suất là 1200W, sản xuất năm 2007 không nhá. Con số 1 là 2007. Con này dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W, sản xuất năm 2006 các bác nhá. Mặt mũi con này rất đẹp. Cái này thì lắp được bao nhiêu bác nhá, đây có sức nano này, có sức nano nhá, mặt đây. Cái này là họ để ở bãi nắng mưa nó hơi ngả màu vàng một chút này, có nhìn thấy không? Đây. Báo tình trạng rõ ràng các bác, đây đằng sau có sức nano này, mặt quỷ. Mặt đấy, cái phần đằng sau này nó hơi vàng, hơi vàng. Răng này lại xanh mướt này các bác, con này răng đẹp luôn này. Đấy, em sẽ báo rõ tình trạng. À, con này thì răng không vấn đề gì, con này răng đẹp này, răng đẹp. Đấy. Bên trong này còn rất đẹp này, các bác nhìn. Nhìn không? Bên trong đẹp luôn nhá, chưa hề bị ghẻ gì cả nhá. Các bác nhìn lưu ý này. Chưa bị ghẻ gì cả gì đâu. Chưa hề bị ghẻ. Nhìn răng này. Đẹp nhá, lại bên trong này có rõ các bác như vậy này, do con này xanh mướt nhá, đẹp nhá. Áp suất bi này, mặt trong này nhìn rõ không? Đó, rõ đấy,
Sau này dày nhá, sau này dày, sau giấy ba nước cũng rất là dày, bên ngoài này long lanh luôn, sáng hương, bên trong đẹp nhá, bên trong đẹp luôn này, bên trong đẹp luôn này, ông anh em tiến này, đẹp luôn, đẹp nhá, móc bên trong đây. Ok chưa? Vòng ủ còn chưa hề bị oxy hóa nhá. Vòng ủ chưa hề bị oxy hóa. Tình trạng nồi như nào em sẽ báo các bác rất rõ ràng. Pin thay pin nhá. Hết pin thay pin nhá các bác yên tâm đi. Thay pin dòng này khá là vất vả. Tâm cơm. Tâm cơm. Menu các phím chọn gạo giờ nấu cơm giờ cút các phím rất nhạy nhá, các phím rất nhạy. Cái này nhược điểm của nó, cái ưu điểm của nó là song song rất đẹp, nhưng mà cái nhược điểm nó là bị hơi vàng đằng sau, em có nhìn thấy không, điểm nó hơi vàng đằng sau nhá, hơi vàng đằng sau. Đấy, hơi vàng không ảnh hưởng gì các bạn nhá, nó không bị, nó nhựa nó vàng nó ngả màu thôi chứ nó không bị sùi hay nó không bị ấy đâu, không không bị bị rạn bị vỡ gì đâu các bạn nhá. Hết pin thay pin nhá, con này xong rong đẹp vậy. Và nắp hơi lớn nhá, con này nắp nắp hơi lớn đây này, số 2 18 52 để bác 100k 1.100.000 nhé các bạn nhé. Nắp hơi lớn, áp suất rất khỏe. Đây, số 3 này. Mặt quỷ nhá. Sản xuất năm 2007 dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1.200W các bạn nhé. Mặt quỷ đây con này pin biết em thay tối hôm qua, hôm qua thì nhật thì cũng làm được một vài việc đấy các bạn. Màn hình xanh rất đẹp, mặt còn bóng nguyên nhá, bốn xung quanh này, con này bốn xung quanh con đẹp là chưa hề bị sứt nano hay là bị han ở cái mép này đâu, có nghĩa là trước là dùng rất là giữ gìn. Đây vận chuyển nó hơi móc ở đây một tí nhá, dán cái tem ở đây là hết coi nhá, dán tem ở đây là hết. Con này phải còn đẹp này, nhựa nhất còn đẹp nguyên này. Nấu đây, tắt này, nấu này, tắt này, menu này, tắt này, tâm cơm này, tắt này, chọn gạo này, hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, các phím rất nhạy nhá, các phím cực kỳ nhạy các bạn. Do này hơi ám màu của nó một chút này, nhưng bên trong thì cũng còn đẹp này. Đấy. Thường thường là những con vào trong này nó sẽ rẻ rất là nhiều các bạn nhá, vì áp suất của bọn này nó lớn mà, hơi là lớn. Nhìn thấy không? Đấy. Không bị rẻ nhá, không bị rẻ. Nhìn thấy không? Ngả màu thôi nha các bạn nhá. Không bị rẻ nhá, nhưng các bạn nhìn những cái mép ở cạnh do này, cái mép nó rất là mỏng thế nó còn nguyên. Cái mép này này. Những cái mép này này, nó hỏng nó sẽ hỏng những cái mép này đầu tiên, vỡ những cái mép ở này đầu tiên xong rồi nó vỡ vào bên trong. Áp suất bi nhá, áp suất bi. Do này áo màu của nó thì không xì thôi nhá, không xì. Áo màu của nó một chút xíu thôi, còn lại là rất đẹp, mềm, không bị rách, không bị sứt đâu nhá, không rách, không sứt. Áp suất bi. Bên trong còn sạch đẹp nhá các bác nhá, có yêu lưu ý. Đây là nó chỉ ngả màu nhá, còn nếu nó rách thì nó sẽ khi nó ghẻ nó sẽ vỡ từ cái mép này, nó vỡ vào cái mép này mỏng mỏng nhất. Đấy, nếu mà ăn cái răng này nó sẽ mỏng nhất, nó vỡ đây. Xong này đẹp quá nhá, xong đẹp. Sáng gương ba lớp này, gương ba lớp, xong đẹp nhá. Ông ánh kim tuyến, ánh kim tuyến nhá. Nấu gạo nứt một vài lần thì nó sẽ đen như thế thôi các bạn. Nấu hạt gạo nứt, nấu hạt kê, em đã thử đang nấu gạo nứt rồi. Rong nó rất là nhanh ám màu như này. Đấy con này bên trong con sạch đẹp nha các bạn nhá. Bên trong không bị vòng ủ con đẹp này.
của con đẹp nhá, chưa hề bị oxy hóa. Đấy, con này răng thì ngả màu gạo nứt thôi nhá, còn rất mềm, không xì đâu nhá. Đây, một tí cấn này nhá, dán cái tem vào nhau nhá. Đây bị dán cái tem 110 vào chẳng hạn. Hoặc là dán cái tem trang trí vào chẳng hạn. Đây. Nó sẽ hết ngay. Hết ngay nhá. Em dán luôn. Đẹp xe ra, đẹp thì khoe ra, xấu đậy lại. Không có vấn đề gì cả. Ok chưa ạ? Đỡ hẳn đi bao nhiêu nha các bác nhá. Số này mã này mã số 3. Đây, 12 để có là bao nhiêu? 950k. Bao ship được không nhá? Con này pin thay rồi, 950.000 nhá. Ngoại hình thành vách rất đẹp này, rất đẹp. Đây, tiếp tục con nữa này. Mặt của con này thay pin nhá. Đấu này, tắt này, đấu này, tắt này, âm cơm này, tắt này, chọn gạo này, tắt này, menu này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, các phím rất nhạy nhé, các phím rất nhạy, các chức năng hoạt động hoàn toàn. Con này thì mép này thì sức nano rồi, sức nano. Màn hình đây nha bác, con này thì sức nano này, sức nano này, con nhìn thấy không? Đấy, mép đây, đấy, mặt đây, đấy, có sức nano nhá, có sức nano, đáy nước liền là không bể vỡ này, sản xuất năm 2007, dung tích 1 lít điện 100 V, công suất 1.200 các bác nhá, 1 lít nhá, đấy, mặt quỷ, màn hình xanh, do con này áo bọc gọn nứt này, bên trong con này rất đẹp. Con này hơi có mùi tỏi đen các bác nhá, hơi có mùi tỏi đen. Con này con số 4 này, gừng xả một vài hôm là hết thôi. Đấy. Làm tỏi đen này, tỏi đen này. Răng mềm nhá, dòng này xì rất dễ xử lý được các bác nhá, rất dễ xử lý. Đây áp suất bi nhá, quay tiếp này, nòng trong đây, nòng trong thì biết này không? Nằm ngoài kia, nằm ngoài nào đẹp hơn, hoàn thiện với một con để bán thanh lý lấy đồ này, nằm này đẹp hơn đấy. Bên ngoài vẫn tráng gương, trong giấy ba rất giống nhau mà. Đấy. Tí con tiền để thanh lý nhá, có một con này sẽ xả đấy bác, nằm đây coi nhá. Vết sức bóng tay thôi, không có vết chấm rộp như con kia đâu. Nóng đẹp này. Được chưa? Nóng đẹp nhá. Từ trên xuống dưới này. Bên ngoài trắng gương, ba lớp này. Đây là. Này bên trong còn rất đẹp nhá, bạn nhìn thấy không? Bên trong à, chưa hề bị ngả màu, chưa hề bị sứt ghẻ nhá. Đấy. Vòng ủ của này thì hơi oxy hóa một vài điểm này. Vòng ủ của nó thì là bên trong là tôn, bên ngoài thì nó sơn đen thôi, không có vấn đề gì cả. Rong đây, rong đây, rong thì áo mỏng bọt nứt thôi các bác nhá, hơi có mùi tỏi đen một chút. Về các bác dùng xả một vài hôm là sẽ hết. Mã số 4, 12, 18. 12 để có được là bao nhiêu? 850k rồi mà quỷ có nhá. À, tiếp theo mặt quỷ này. Cái này sức nano nhiều này. Cái này sức nano nhiều. Sản xuất 2007 dung tích 1 lít điện 100 V các bác nhá, công suất 1.200W. Đấy, con này hết pin nhá. Nấu này. Tắt này, nấu này, tắt này, tâm cơm này, tắt này, chọn gạo, đấy. Menu này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, rất nhạy các bác nha, nấu này, đấy. Tắt,
Đây con này mặt thì sứt nano nhiều, nhưng đánh đi là hết thôi, đánh đi là hết các bạn. Đây cấn móc đây thì tháo ra thay pin, em sẽ tháo em lắn cho các bác, lắn cho các bác luôn. Còn con này thì trông như này thôi, chứ còn bây giờ nếu mà đánh nó đi thì nó sẽ đánh đẹp ngay ạ. Đánh nó đi nó sẽ đẹp ngay. Đây, đây là cái nước bên ngoài, đánh nó đi là nó hết ngay các bác nhá, đánh đi là hết luôn. Đây nòng vừa xong đây, nốt 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 ở đây các bác nhá, nốt đây bên ngoài trắng gương này, con nhìn kỹ giúp em nhé. Đây con này viền trong cũng còn đẹp, chưa hề bị ghẻ này, nhìn thấy chưa, chưa hề bị ghẻ nhá. Xong này bên trong đây vòng ủ có hơi xước nhá, áp suất bi nhá, áp suất bi răng cũng áo bằng nước, con này cũng bị làm tỏi đen, đang có hơi có mùi tỏi đen các bác nhá, hơi có mùi tỏi đen. Người ta nấu gạo nứt nhiều hay là nấu hạt kê thì sẽ bị như này thôi. Xong đây vẫn thay pin vẫn nên mã bình thường các bác nhá, con này thì sẽ đánh sạch đi là sạch cái các bạn, các bác về đánh em để bảo lấy cái búi đánh xoong các bác ngồi cọ đi một chút là sạch bóng luôn, không có gì cả. Số 5 10 12 em là bao nhiêu, 700k bao ship thay pin rẻ như đồ bình thường thôi có nhá, 700k. Cao cho nồi mặt quỷ em lên nồi nồi nửa lít nhá, nồi nửa lít đây, nửa lít đây. Nhưng bây giờ nó rất là ít, giá nhập vào đã cao là các bác nhá, giá nhập vào đã cao em chia sẻ trước các bác như vậy, em nhập vào cao thì bán cao, nhập vào thấp bán thấp, không có gì hết. Một chiếc Georgia toàn Georgia nhá, nửa lít nấu đây, tắt tắt này, menu nấu cơm này, tắt này, tắm cơm này, tắm nhanh 8 phút này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, các phím vẫn nhạy các bác nhá, các phím rất nhạy. Con này là công suất là sản xuất năm bao nhiêu, 2013, dung tích một nửa lít điện 100V, công suất là có bao nhiêu, 700W nhá. Con này là không có quạt gió các bác nhá, không quạt gió, nó tản nhiệt qua tấm một tấm nhôm rất dày đây, nên là nó chạy rất êm. Đấy, đối với người già thì rất là dễ chịu các bác nhá, không quạt gió mà nó chạy gần như không có, giống giống như cái nồi nhiệt của chúng ta đang dùng ở nhà. Đấy, bán mũi này có sức nano này, sức nano đấy, đây có sức đây nhá, không cấn móp mấy đâu, còn đẹp vậy ạ. Nửa lít bây giờ nó càng ngày nó càng ít rồi, các bác lưu ý như thế. Xong test cơm hết rồi các bác nhá, test cơm hết rồi. Có vào mua hàng để cho em xin một nút na, một lượt chia sẻ, bác nào chưa đăng ký kênh để cho em đăng ký kênh. Đấy, các bác lưu ý điện nồi nội địa Nhật thì sử dụng điện áp 110V nhé, các bác lưu ý không ngấm nhầm, ra ngon đẹp, ra ngon đẹp. Nồi nửa lít thì phù hợp cho gia đình hai người, ông bà già hoặc vợ chồng trẻ. Đấy, phù hợp cho những có con là mua làm quà cho biếu tặng ông bà bố mẹ người thân, rất là ý nghĩa luôn các bác nhá, rất là ý nghĩa luôn. Đấy, răng đẹp này, mềm này các bác nhá, răng mềm cũng đầy đủ các chức năng các bác nhá, như nấu gạo nứt nảy mầm, nấu cháo, nấu cơm ngon, nấu tiết kiệm điện, nấu nhanh, nấu sinh thái, đủ các chức năng nấu các bác nhá, không thiếu chức năng gì cả. Nóng đẹp nhá, bên ngoài đây, bên ngoài là inox trắng gương này. Bên trong đẹp nhá, bên trong đẹp, vết xước bóng tay thôi, chấm chám không có đâu, nhìn thấy rõ không? Máy móc bên trong này rất sạch sẽ, đẹp. Sạch sẽ nhá. Em bán tất cả bao ship nhá, tất cả bao ship. Số 6. Để các bác nồi là bao nhiêu? 730k. 730.000 các bác nhá. Xong dòng đi. 2013. Có sức nano. Các bác nhiều bác lại thắc mắc sao nồi nửa lít đắt hơn nồi 1 lít. Đấy, nồi 1 lít nó là hàng phổ thông các bạn. Nồi nửa lít thì nó rất là ít, nên là giá thành nhập vào nó đã cao rồi các bác nhá. Đấy, tiếp theo này. Em này sản xuất năm 2017 nhá, màu này là 17 rồi, mặt mũi thành quách đây. Đấy, mặt mũi thành quách đây. Đây là tí băng dính nhá, em sẽ đánh sạch đi các bác, đây băng dính đây. Đây có tí sức mờ đây. Nhìn thấy không? Không có cấn cái đâu, con này đẹp nhá, con này đẹp. Con này đẹp đấy ạ. Nấu này. Chuông còi trước rất to. Tắt này. Menu nấu cơm này, các chức năng. Tâm cơm này,
âm nhanh 8 phút này, tắt này, giờ này, phút này, các chức năng các phím rất nhạy các bác nhé, hoạt động hoàn hảo, mua về cho biếu tặng. Điện áp các bác lưu ý sử dụng điện áp 100V. Bị in ra ban này các bạn này, in ra ban này. Điện 100V công suất 700W đấy. Công suất dung tích nửa lít đây. Có thì sức mở đây nhá. 2017. Trong xanh mướt. Trong xanh mướt này. Trong xanh mướt nhá. Bên trong sạch bóng nhá, bên trong sạch sẽ. Xong này, xong đẹp nhá. Ngoài này. Ngoài này. Bên trong đẹp nhá. Bên trong đẹp. Chiếc bóng tay này có chấm chán được không? Em chia sẻ để qua như vậy. Chiếc bóng tay này có chấm chán được không? Em ở bên trong đây. Bóng nhá. Các bạn. 10. Con này bao nhiêu? 850k. Đợi 17 các bạn nhá, 850.000. Này, tiếp theo em nửa lít tiếp đây. Con này sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V. À, dung tích nửa lít ạ, điện 100V. Công suất nửa lít, à dung tích nửa lít các bạn nhá. Nửa lít. Tất cả những này qua đã thay pin hết rồi. Test cơm đầy đủ hết rồi. Bây giờ các lên đơn này thì là sẽ tắt này, hâm cơm này, hâm nhanh 8 phút này, giờ nấu cơm này, giờ phút này, đấy, hâm cơm này, các bạn nhá, lưu ý, có mã là NBGF05 các bạn nhá, NBGF05. Mỗi một model ấy thì nó sẽ có một cái chức năng khác nhau, một cái hiển thị khác nhau các bạn nhá, không con nào giống con nào hết. Nhiều bác đã thắc mắc là bên nhà tôi đang dùng con này nó như này mà sao bây giờ mua một con này về nó lại như này. Đấy. Không có con nào giống con nào hết, nếu trừ khi là cùng mã, nghĩa là nhà bác đang có một con nửa lít mã NPGF05. Đấy. Thì nếu con này nó khác con đấy thì đang con đấy hoặc con này là có vấn đề, nhưng mà nó mỗi một con như N, con này là NPGF05 mà con nhà bác là nó lại là con này chẳng hạn. Nó lại là cái con mà NBGH05 chẳng hạn thì nó lại khác nhau rồi. Em cũng chưa tìm hiểu các cái chữ cái nó đánh dấu đấy là nó có tác nó phân biệt cái gì, em sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà mỗi một model nó sẽ có một cái chức năng khác nhau các bác nhá. Đây, ngoại hình thành quách đây. Đây cũng đẹp này. Đẹp nha các bác nhá. Không cũng xước được. Nhìn quách đây, đẹp nhá. Đấy. Nửa nít các bác nhá. Phù hợp gia đình hai người. Nòng cũng đẹp này. Ngoài inox này, 13 14 nòng ngoài inox, 17 18 thì nòng ngoài nó phù. Cơ này nóng đẹp, long lanh luôn này. Nóng rất đẹp nhá. Nóng rất đẹp luôn. À. Máy móc bên trong đây. Nhìn thấy không? Máy rất chi tiết. Răng xanh. Răng xanh nhá. Răng xanh. Răng xanh. Tình trạng như nào em sẽ báo các bác rõ ràng như vậy, báo rõ như thế nhá. Thì các bác nhận hàng thì các bác kiểm tra đúng như thế dụ nhá. Còn em quay đây nhiều lúc thực sự là cũng nhiều cái cũng không nhìn ra đâu, không phải là em giấu giếm nó, giấu các bác làm gì cả, nhưng mà thực sự là cũng không nhìn ra. Vâng đây nhá, nếu bình thường điện đó bình thường, nếu điện đó bình thường, tám mười hai tháng ngày 18 tháng 12 thì con này là 830k. Nhiều bác đang thắc mắc sao giá cao thế đấy, đầu vào nó đã cao rất là cao rồi các bác nhá,
nửa lít đầu vào đã rất là cao rồi. Tiếp theo đây, con nửa lít cuối cùng đấy nhá, đây là con nửa lít cuối cùng. Đấu này, hiện phút bình thường nhá, tắt này, âm cơm này, âm nhanh 8 phút này. Đấy, bây giờ này con GK nó đã hâm cơm, nó đã không hiện phút được các bạn nhá, hâm cơm nó không hiện phút được nhá. Mỗi một model một cái khác nhau. Hiện giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, tắt này, menu này. Chứ không phải là con nào cũng giống con nào đâu các bác. Đấy, em quay em thử điện các bác rất chi tiết. Đây là mũi thanh quách đây. Con này sản xuất năm 2018 các nhá, 2018 dung tích 1 lít điện trăm dung tích nửa lít điện 100V công suất 700W. Đấy, thanh quách đây. Không cần cá nhá, có sức nano. Trước do coi vận chuyển thì có, hàng đã qua sử dụng thì không thể tránh khỏi, các bác như ý như vậy. Về tổng thể là con đẹp. Về tổng thể là con đẹp nhá. Răng này, mềm đẹp này, mềm đẹp quá nhá. Răng khá mềm đẹp luôn. Đây. Thì rất nhiều hỏi bác 0,5 lít, thực ra giá nó rất là cao này, em cũng ngại lấy về. Lấy về bán thì bán thấp thì không có một chút công nào, mà bán giá nó để có chút công thì các bác lại bảo là cao với thấp. Đấy, nên em đa phần là bán hàng phổ thông. Đẹp các bác nhá. Nồi này đẹp này. Đấy, 2018 các bác nhá. Nồi đẹp này. Nồi đẹp, không có chấm chám nhá. Sức bông tay thì có. Bên ngoài này. Bên ngoài này nhá. Đấy, chưa hề bị xước này. Đây bị xước nha. Nó bên trong đây, màu đây. 2018 các bác nhá. 2018. Bao nhiêu? 890k. Tới 2018 các bác nhá, xong dòng đẹp. Nó ok. Nên cho bác con nít 8 này, nên bác con nít 8 này. Mít đỏ nhá, mít đỏ. Con này cũng đời phân khúc cao cấp, đấy cũng hai đèn nét tối hôm qua nấu em có quay lại một đoạn. Để em mở cho bác xem. Đấy rồi. Đây này làm rất to nhá. Dung tích 1 lít 8 nhá. Này thay pin rồi nhá. Nấu này. Đấy, nó có cái sóng âm nhá, nó rung hạt gạo với tần số rất là lớn để hạt gạo được no nước các bác nhá. Đây bác nhìn thấy các bạn. Nó đang nháy nháy như cái dải wifi kìa. Các bác nhìn thấy không? Nó rung với tần số rất lớn nhá. Em tìm hiểu trên mạng đâu đó là cứ mỗi 1 giây nó rung với tần số là 8000 Hz, 8000 Hz à. Đây, mặt mũi đây. Có xước nano nhá. Đây có vết xước đây. Có vết xước đây coi nhá. Này, quay gần các bác xem này. Quay gần các bác xem nhá. Con này mặt nó rất rộng nên là trong quá trình vận chuyển thì không được tránh khỏi những vết xước như này. Không bị vỡ đâu nhá, không bị vỡ, không bị nứt nhá. Đó chỉ là vết xước thôi. Chỉ là vết xước thôi các bác lưu ý. Không bị vỡ, không bị nứt. Vỡ nứt thì em sẽ báo các bác ngay. Ok chị ạ. Nè. Âm cơm này. Tắt này. Menu này. Con này rất nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng. Kín một màn hình luôn. Kín màn hình luôn đây. Em thay pin em còn chưa như con này, em thay pin em chưa. Chưa cài đặt tại giờ này. Các bác xem này. Hai con giống hệt nhau nhá. Hai con giống hệt nhau. NJV10. Con kia đây, con nhìn đây này. Em nó kín một màn hình luôn, chức năng này. Nhìn thấy không? Đây. Con kia cũng thấy hai con giống hệt nhau. Khi nó có hai dải đèn đỏ đây. Con này em thay pin trong chưa hề cắm điện nha. Đấy, nó hiện sẽ hiện hết lên các chức năng như này, có nhìn thấy không? Kín một màn hình, rất là nhiều chức năng nấu luôn. Nên tại sao bảo những con này là dòng bản, là những phiên bản giới hạn. Đấy. Phiên bản giới hạn. Thì nó rất là nhiều chức năng. Con này cũng thế các bạn nhá. Rất nhiều chức năng, hâm cơm này. Giờ nấu cơm này, giờ này, phút này. Các phím rất nhạy nhá, các phím còn rất nhạy. Đây các bạn nhìn. Kín màn hình luôn. Rất là nhiều chức năng. Nít 8 nhá. Con này một nít 8. Thành quách ngoại hình này, ngoại quan khoảng tầm 80%. Ở trên bề mặt này bị xước rồi, xước răm nhiều này, xước răm nhiều này, đây có vết xước ở đây nữa này. Các bác nhìn thấy không? Này quay rất chi tiết cho các bác nhá. Sản xuất năm 2012.
dung tích 1 lít 8 điện 100 công suất 1350W các bác nhá, 1350W. Răng còn đẹp, răng đẹp nhá. Răng đẹp, không bị rách nhá, răng kép đẹp, con này cũng còn đẹp này. Còn đẹp nhá. Bám canxi nhá, có bám canxi. Mặt trong đây, trong đây. Mặt này có bám canxi một chút xíu nhá. Đây, mặt trong đây. Nòng xong đây. Vừa bật cái đã nóng rồi. Nòng xong thì có vết xước móng tay, không có chấm chóc nhiều. Nhìn không? Mép thì có xước này, mép thì có xước này. Tình trạng trên như là báo như các bác như thế nhá. Mép thì có xước này. Bên ngoài này. Bên ngoài này. Xong chuẩn nhá. Đấy, chị gắn mở này có mã số NO005480 này. Các bên trong đây. Màu đỏ nhá, rất là phong thủy. Phân khúc cao cấp. Đấy. Tay vịn này nhá. Bạn rời bản giới hạn. Số 10. Ngày 10 12. Để bắt đầu 1 triệu 280k bao ship nhá. Đấy, 1 triệu 280 nghìn. Có thế thôi ạ. À. Đẹp thì bán ra, không đẹp lắm thì bán giá bình dân. À, Panasonic đây 2021 các bác nha, sản xuất năm 2021 các bác lưu ý như thế. Nấu đây tắt này, hâm cơm này tắt này, giờ nấu cơm này đấy, con này xong nó còn hiện luôn cho các bác công suất dùng hết bao nhiêu tiền điện nhá. Đây hết bao nhiêu tiền điện này, nó hiện luôn đây, số điện này tính cái tiền nhiệt mình em cũng không hiểu, nhưng mà đấy có nghĩa là nó phân khúc, nó đã tính toán rất là chi li rồi. Menu này, các chức năng nấu này, giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, rất nhạy nha. Dây dợi còn đẹp nguyên. À, vận chuyển đấy đây, có cấn là một chút xíu đây nhá, có cấn chút xíu đây. Không như cho thìa toàn ăn bốc từ bao giờ này đây. 2021, dung tích 4 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu đây, hơi sức một chút xíu này. Vận chuyển thì không thể tránh khỏi 1100W các bác nhá. Có mã là gì đây? SRHVD 1000. Đấy, mặt mũi này còn đẹp này. 2021 các bác nhau lưu ý. Năm 2021 đây, thành quách thì có những vết cấn. Đấy, vết cấn mở do vận chuyển thì không thể tránh khỏi. Con này vỏ bằng tôn mà. Đấy, không thể tránh khỏi các bác nhá. Răng 2021 thì không phải bàn. Xanh mướt trên 95-97%. Mặt sau đây. Panasonic thì siêu bền các bác nhá, dòng đồ quốc dân. Đấy, dùng chỉ sợ mất, cân không bao giờ sợ hỏng. 2021. Đây. Mới là sử dụng ngày chưa? 2021 các bác nhá. Đồng vàng xé. Xong đây. Ông ấy nghiêm tuyến nhá. Ông ấy nghiêm tuyến, vết xước móng tay chưa có đâu. Em nó mới được có hơn 2 tuổi thôi. Nó bên trong đây. Xong xong đẹp từ trên đẹp xuống nhá. Đấy, vết xước móng tay không có nhá, con này gần như mới tinh. Gần như mới tinh các bác nhá. Rất là đẹp. Từ mép xuống trở xuống đây. Bên trong đây. Đẹp nhá, rất là đẹp nhá. Con này thì dòng này thì nó nấu cơm thì nó sôi rất là mạnh, nên các bác là lưu ý là sau mỗi một lần nấu cơm hay sau mỗi ngày nấu cơm thì các bác, hay khi ăn hết cơm thì các bác lưu ý là tháo hẳn răng ra, tháo hẳn răng ra nhá, một cái răng tháo hẳn cái nắp ra. À, các bác vệ sinh lau chùi thật sạch nhá, để giữ được cái nồi lúc nào nó sạch sẽ, cơm nó thơm tho, mặt mũi đẹp này, xong nhá, không tì vết. 2021 các bác nhá, lưu ý 2021. Mã bao nhiêu đây nhỉ? 11. 18 tháng 12 được các bác 1.250.000. 1250 các bác nhá. Con lưu ý rồi 2021 xong dòng như mới rồi, 2021 nhá. Một vài vết cấn mờ đây. Hàng qua sử dụng được không phải tránh khỏi. 1250 đời 2021 xong dòng mới tinh. Nên cho bác con mâm nhật này, nên bác con mâm nhật nhá. Đấy, mâm nhật Tiger. Đấy, con này thì lưu ý các bác, có cái đặc biệt là em sẽ bán một cái nồi những hai cái lòng nồi, hai cái lòng nồi nhá.
Đâu đây, con này không có pin không nhỉ? Em kiểm tra nếu có pin thì lại thay pin cho các bác nhá. Em nghĩ là không có pin, dòng điện tử nó không có pin. Tắt này, hâm này, tắt này. À, hết pin, con này sẽ có pin 100%, con này có pin. À, hẹn giờ nấu cơm nhưng mà giờ phút chỉnh đến đâu nhỉ? Con này sẽ có pin các bác nhá, có mã là JBGI này. Đấy, hâm cơm này, mâm nhiệt. Mâm nhiệt thì cơm nó sẽ không bằng nồi cao tần các bác nhá. Đấy, có nhiều chức năng này, nấu tiết kiệm điện này, nấu gạo trắng này, nấu nhanh này. Đấy, nấu cháo này và nấu xôi à, hay nấu gì đây. À, dây sợi dây đây các bác nhá, sợi dây còn rất đẹp mới đây. Điện đóm là ok rồi, điện đóm ok rồi. Xong đây, sản xuất năm 2000 bao nhiêu? 2013, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất là bao nhiêu ạ? 630W các bác nhá, made in China. Nó mâm nhiệt thì sản xuất tại Trung Quốc, hàng xuất Nhật các bác nhá, hàng Trung Quốc sản xuất cho thị trường Nhật. Răng liền này, răng liền là rất xanh. Răng liền rất xanh nhá. Đấy. Nòng nồi đây. Nòng nồi cực kỳ dày. Nòng nồi cực kỳ dày nhá. Đây, các bác nhìn thấy dày không? Dày như san đi hơi xoài luôn này. Dày lắm ấy ạ. Vâng. Bên ngoài đây. Nồi mâm nhiệt này thì không nấu được bếp từ các bác nhá. Các bác lưu ý như thế. Chỉ nấu được mâm nhiệt thôi. Nếu mà nấu được từ thì em lại cho con này vào con banana rồi, nhưng mà chỉ nấu được mâm nhiệt thì có nhá. Nồi rất dày. Bên trong đây. Đây cái nắp của nó đây, có thể tháo ra vệ sinh nhá. Đây. Nắp đây, tháo ra vệ sinh, lau chùi, rửa ra. Rất là tiện. Đây. Nòng nồi tiếp đây. Đấy, cái nòng nồi kia thì rất là đẹp này. Hai lòng như nhau các bác nhá. Đấy, lòng này thì mỏng hơn một chút xíu này, những con nấu bình thường. Lòng đây. Lòng đây. Đấy, hai lòng nhá, một con này hai cái lòng nồi luôn. Thiết bị hình như con này có pin ạ, để em kiểm tra xem. Có pin em sẽ thay pin cho các bác nhá. À, một dây này, một dây từ này, một dây từ hít mới tinh này. Lại một nồi, hai cái lòng nồi. Mã số bao nhiêu nhỉ? 12. 8 tháng 12 để bắt đầu là bao nhiêu? 540k. À 500k thôi. 500k bao ship hai cái nòng nồi các bác nhá. Một nồi hai nòng 500 500.000 người bơm nhỉ. Đây. Đây các bác thay đổi nhau. À, ba la này. Ba la trắng này. Ba la vuông trắng nhau nhá. Rất nhiều bác hỏi đây. Sản xuất năm 2016, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, này thành vách bằng nhựa thì không thể nó bẩn, chúng ta đánh đi bình thường, sợ nhất là vỡ thôi. Con này thì không vỡ nhá, đáy điện liền nào. Xong con này mới tinh nha các bác nhá, xong con này mới tinh nhá. Mới tinh nhá. Đấy, cái này thì bên trong này đi thì ấy sẽ vệ sinh đi lại chút nữa, bên trong mới tinh này, mới tinh, chỉ có nồi của nó thì mới cho được vào nồi này các bác nhá. Đấy, xong này, bên trong này ống ánh kim tuyến này, chưa hề có vết xước sát gì các bác nhá, chưa hề có xước sát gì. Ông anh kim tuyến luôn nhá, không có chấm chám gì nhá. Đẹp, em sẽ lên nhanh một chút nữa, tám giờ kém em còn đi nào. Đẹp chưa ạ? Đẹp luôn nhá. Máy móc bên trong đây em sẽ vệ sinh sạch thêm một chút nữa nhá. Viền full inox này, viền full inox xong đẹp nhá. Ông anh kim tuyến các bác nhá, màu trắng. Răng này hơi ám màu nước một chút xíu này, còn rất mềm các bác nhá, còn rất mềm, ám màu nước thiệt ạ, màu nước mềm nhá các bác nhá, không có rách, không rách nhá. Inox màu trắng ạ, nhà bác thích màu trắng nữa, nó sạch sẽ. Hẹn giờ nấu cơm này, giờ này phút này, tắt này, nấu này, tắt này, âm cơm này, tắt này. Dòng Panasonic. Em tưởng đây không phải, em vết xước. Dòng Panasonic tại sao nó không có vòng ủ trên này? Vì tất cả bây giờ vòng ủ nó là vòng ủ từ các bác nhá, nó không phải vòng ủ nhiệt giống như các cái đời kia. Đấy, vòng ủ từ. Anh như vậy. Vòng ủ nó từ nên tại sao ở trên bề mặt này nó lại không có cái vòng ủ này? Vì tất cả nó ủ từ hết nhá, nó không có cái mặt nhôm ở đây. Để bác ngắm lại xong rồi. Đẹp luôn, từ mép xuống nhá, bên ngoài đây 2016 các bác nhá, răng hơi vàng một chút thôi nhưng mà được cái nòng xong đẹp. Răng vàng là do ám mạo nứt và một hạt kê 14.
nó là 910k. Ngoại hình thì không thể chê được đâu rồi, son thì không thể chê được đâu rồi. Nhược điểm là cái gioăng bị ám vào gạo lứt và hạt kê. Liền full inox nhá. Có mã là SRHB105. Đây, nên bác con van dài nha, van dài. Con này có xước nano ở trên bề mặt đấy nhá. Có xước nano giữa mép kia, bác nhìn thấy không? Về đánh hết đi cũng được. Bảo là nó bong ra mà. Đấy, con lưu ý đây. Này là bề mặt này nó lại làm thế nào lại kém. Con nào cũng thế đúng không? Con van dài nào các bác để ý là bề mặt này động vào là bong sơn ra. Đấy, nấu đây. Đắt này. Hâm này. Đắt này. Menu này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, tắt này, các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhé, các phím còn gậy, có chức năng nấu cơm cháy, sản xuất 2018 các bác nhé, lưu ý 2018 dung tích 1 lít điện trăm mol công suất 1200 W sản xuất 2018 này, 2018 nha, các lỗi này U15, U10, U12, U14 thì chúng ta biết rồi, đấy, có xước nano này, đấy, cái này về đánh sạch thì được, bên trong là màu bằng inox, đấy, mặt mũi con này chưa hề bị trước ở đây nha. Mặt rất dày, gioăng xanh nha, mềm, đạt trên 90-95%, không rách nha, gioăng xanh mềm, không rách, đẹp chưa? Bên trong đây, bóng nha, lòng xong đẹp, óng ánh kim tuyến luôn, 2018 các bạn nhé, lòng xong đẹp này, lòng xong rất đẹp. Ông anh kim tuyến nhá. Trên mép này thì có một vài vết xước ở đây này. Đẹp chưa ạ? Ông anh kim tuyến nhá. Quay các hướng các bác xem, các bác ngắm kỹ giúp em nhá. Viền phun inox này, bên trong đây. Xem mình hát công nghệ tái tạo hơi nước, bác nào mà gia đình có ai à đây, có một vết chấm mờ đây các bác này, không phải có là không vết chấm nữa, có vết chấm ở đây. Nó lẫn vào cái phần kim tuyến này rất là khó nhìn đây chỗ này các bác nhá, một vết xước à, một vết chấm bằng cái đầu kim ở công nghệ phun sương mù ẩm giữ cho hạt cơm luôn ẩm nha các bác nhá, cơm mềm 15 ngày 18 tháng 12 để bắt đầu là bao nhiêu 870k van dài đời 18 các bác nhá, như van dài 18 870.000 này, tiếp tục con van dài này. Sản xuất năm 2015 dung tích 1 lít điện trăm mol công suất 1.200 các bác nhá. Con này mặt mũi thì đẹp hơn này, mặt mũi không bị xước nhiều bằng con kia, đây có tí cấn đây thì sẽ nắn nát à, nếu mà em quên thì các bác lưu ý là nắn hộ em nhá, thả bốn ốc đã đẩy ra là xong, hàng qua sử dụng rồi thì không thể tránh khỏi đấy, nước này là không bể vỡ nhá. Nấu này, tắt này, menu nấu cơm này, tắt này, âm cơm này, này nút hơi nặng, hẹn giờ nấu cơm này, nấu này, tắt này, từ lâu người ta không sử dụng nữa các bác, đấy, ấn một vài lần thì nó sẽ mềm lại thôi, đấy, thấy không, này, đã mềm lại này, cái này để em xử lý cái nút này nhá. Đấy, vẫn ấn bình thường, các chức năng hoạt động bình thường nhưng mà hàng lâu không sử dụng nữa. Đấy. Thì nó sẽ bị nặng phím, nấu nướng một vài lần nó sẽ ấn một vài lần nó sẽ ok thôi. Đấy, ok nhưng mà thôi con này em sẽ để lại này, xong rồi này, các phím nó hoạt động rất là bình thường đấy, nhưng mà lâu không sử dụng thì nó sẽ nặng thôi. Có chấm cám thôi nhá, có chấm cám thôi, em sẽ xử lý các phím như các bác rất là nhẹ luôn, lâu không sử dụng chỉ ngồi bấm một lúc là nó nhẹ thôi các bạn. Có chấm cám li ti nhá, có chấm cám li ti ngoài đây, xong chuẩn nhá, xong sản phủ gốm bên trong này rất sạch đẹp, răng đây, răng ám mọc nó một chút xíu đây, hình đẹp, xong răng đẹp nhá, nó ok. Các phím này thì nó đơn giản thôi, sợ nhất là nó không hoạt động thôi, chứ còn nếu mà phím nó nặng thì chỉ ấn là nó sẽ nhẹ lại thôi. Mã số 16 ngày 10. Đây đúng rồi đấy. Rất đẹp đấy nha. Đây có chức năng nấu cơm cháy nha. Phím thì em sẽ xử lý các bác rất là nhạy luôn. Không có gì nào khó khăn cả.
Cuối cùng em lên cho các bác một em Irith Ozama nhé, hàng Trung Quốc xuất Nhật, sản xuất tại Trung Quốc nhé, hàng sản xuất tại thị trường Trung Quốc xuất cho thị trường Nhật Bản. Đấy. Irith Ozama, pin miếc ngon lành nhé, mặt mũi đây, vân 3D, bốn xung quanh bằng nhựa nhé, đánh viết liền là không bể vỡ nhé. Sản xuất năm 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1130W, 1130W nhé. Xong này không tì vết, xong rất dày luôn, không tì vết nhé, không tì vết. Đẹp không tì vết cái xong này luôn ạ. Nhìn thấy đẹp không? Xong rất dày, bác nào đã nấu ra dòng này rồi comment em một cái nhá, video nhá. Đấy còn chưa hề bị xước này, xong rất dày nhá. Xong rất dày. Bên trong đây. Sạch bóng nhá. Xong rất dày gọi nhá. Xong xanh 2019 này. 2019 nhá, có gì. Xong dòng đẹp, con này không có một tì vết gì luôn, mới tinh nha, từ trong ra ngoài, ngoại hình thì cũng đẹp, tấn cá ở trên cái nắp hơi này chút xíu thôi, hàng qua sử dụng thì không được tránh khỏi. Đây, đây có tí xước ở đây thôi nhá, đây mờ thôi. À, nhìn thấy không? À, đây bạn, à, đây bao nhiêu là bao nhiêu, 700k. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha các bác nhá. Lắp ráp tại Trung Quốc đây. Giống như bàn là bếp từ 2019 made in China nhá. Con này được cái là rong xong thì không có điểm trừ được. Như mới, mới tinh nhẹ chứ không phải như mới. Ok các bác, thì đây là cũng là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng thứ hai đầu tuần hôm nay. Bây giờ là cũng là 8 giờ kém 10, em xin phép dừng video tại đây. Các bạn có mua hàng thì cho em xin một nút like, một lượt chia sẻ, bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho em một đăng ký kênh. Và bật thông báo để nhận những video mới nhất các bác nhá, gần như buổi sáng 8 giờ ngày nào em cũng lên. Đấy, để các bác lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý, khi các bác đã quyết định mua rồi thì các bác không đổi ý các bác nhé, các bác hiểu như vậy. Thì bên nhà em thì hàng sử dụng điện áp 100-110V các nhé, sử dụng điện áp 100-110V. Đấy, nên các bác cũng là bắt buộc phải sử dụng qua bộ đổi nguồn các bác nhé, bắt buộc phải sử dụng qua bộ đổi nguồn từ 220V xuống 100V. Đây con này hôm qua em đã thay pin rồi nhá, con này hôm qua còn một con Tiger gấp đã thay pin rồi các bác nhé, con Tiger mạnh cuối cùng em để các bác thay pin rồi đấy, để 1,8 triệu sẵn. Ok, thay pin rồi nhá, ngon lành rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều, chúc các bác một ngày mới thật sự an lành. Hẹn các bác những video tiếp theo, xin chào và hẹn gặp lại.